8 trong tổng số 17 con hổ trưởng thành nặng hàng trăm kg bị chết sau khi được thu giữ, giải cứu khỏi nhà dân. Vụ việc này đang được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai. Trước đó, ngày 4 tháng 8 năm 2021, Công an Nghệ An huy động nhiều lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hai nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phát hiện tại đây đang nuôi 17 con hổ trưởng thành, mỗi con nặng hàng trăm kg. Số hổ này sau khi được gây mê, kiểm tra và lấy mẫu giám định, được vận chuyển đến hai khu du lịch sinh thái ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để gửi nhờ chăm sóc. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 8, cơ quan chức năng xác nhận có 8 con hổ trong số 17 con đã chết chưa rõ nguyên nhân. Ngày 7 tháng 8, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bính, trưởng phòng thanh tra pháp chế, chi cục kiểm lâm Nghệ An cho biết, vụ việc này do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, cơ quan kiểm lâm chỉ được gọi đến để chứng kiến, phối hợp và theo dõi. Thượng tá Trần Phúc Thịnh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an Nghệ An là đơn vị chủ trì vụ giải cứu hổ nuôi, xác nhận có 8 con hổ bị chết sau quá trình gây mê và vận chuyển đến nơi chăm sóc. Đây là tang vật của vụ nuôi nhốt hổ trái phép nên số hổ này đã được cấp đông để đảm bảo nguyên vẹn phục vụ công tác điều tra. Theo ông Thịnh, trong quá trình giải cứu hổ nuôi, cơ quan công an có huy động bác sĩ thú y đến gây mê hổ. Tuy nhiên, nguyên nhân hổ bị chết có liên quan đến kỹ thuật gây mê hay không thì hiện chưa thể khẳng định. Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An cho biết nguyên nhân dẫn đến hổ chết cần có thời gian để điều tra xác minh. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, hổ chết có thể vì do gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng. Quá trình bắt giữ đưa ra khỏi hầm nuôi gặp nhiều khó khăn do hổ có trọng lượng lớn, chuồng hẹp đã ảnh hưởng đến sức khỏe của hổ trong khi hổ bị nuôi nhốt nên sức khỏe yếu. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam cho biết, trung tâm này không được Công an Nghệ An thông báo để cùng tham gia trong quá trình công an kiểm tra thu giữ hổ tại nhà dân vào ngày 4 tháng 8. Về những con hổ nuôi nhốt đã được giải cứu, ông Thái cũng cho biết không thể tái thả về môi trường tự nhiên mà chỉ có thể đưa vào các khu bảo tồn chăm sóc bởi hổ đã được nuôi nhốt từ lâu, mất khả năng săn mồi, mất khả năng sinh tồn trong tự nhiên. Trong thực tế, không có nhiều đơn vị đồng ý thu nhận các con hổ này. Đa số các đơn vị vườn thú và safari lớn ở Việt Nam đã nhận đủ số lượng hổ trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, chi phí thức ăn, chăm sóc và đảm bảo môi trường sống phù hợp cho hổ rất cao. Đây sẽ là khó khăn lớn trong công tác chuyển giao và tiếp nhận những con hổ được giải cứu.